Hổm gài á, thì cô Hằng có chột miệng là nói về Ngài Sư Minh Tuệ á. Kệ ông tay làm gì tao đã làm, kệ tao đi. Anh nói cái thật sự luôn. Dù bây giờ mình không sao, không đặt đạo, không lắc đạo gì, kệ tao đi. Rồi ta đu sao tao đâu kệ ta. Nói dù giờ ông thầy vội đi nghe, dù mình cho không cho là thôi. Nói kệ không, tu giả tu gì cứ kệ không. Đó. Dù mình có lòng mình cho, không có lòng mình không. Không có gì đi tu á, lòng xích mình lại là đúng, tứ đại vậy không. Là lúc đó là hồi xưa anh coi trong lịch sử anh đi học, ông Phật á, ông bỏ gia đình, bỏ cho cha vào cung cũng đi tu mà. Đó, là theo cái đầu cái đó là không biết hạnh đầu đà đâu gì hết, không cần biết. Nhưng mà ông tu đó là tứ đại vậy không đúng. Chú khẳng định là 100% là bà Nguyễn Phương Hằng tốt. Dạ. Anh dám lấy cái đầu mình làm cho ghế ngồi cho cái người luôn. Dạ. Tại vì anh biết cái đằng hoàng, anh biết rồi vợ chồng kiếm chứ làm cho em mà người lại chọc quá trời, lại bán nóng mà ha, ví dụ đi em biết rồi. Xin cô Hằng thì bớt chữ ta thôi. Dạ. Đó, xin cô Hằng hiểu rồi, họ cứ làm cái miệng con rồi bớt ai chữ kệ họ. Ta chữ mình mạnh khỏe. Bây giờ nếu mà giữa hai người, một là cô Nguyễn Phương Hằng, hai là Ngài Sư Minh Tuệ, thì cho chú một lựa chọn thì chú chọn ai? Bây giờ chọn ai hết, tại hai người đều tốt hết, không người nào đâu nào xấu chứ. Một người thì tu đúng với Phật, dạ. Một người có tâm thiện rồi, dạ. Anh nói khẳng định luôn câu vậy đó. Khẳng định 100% là cả hai, chọn cả hai. Con nghe chú chia sẻ về cái việc làm thiện á, cho dù mặc dù cái cuộc sống của chú vẫn còn khó khăn, nhưng chú có cái tấm lòng thiện nguyện như thế. Cái này cho con hỏi về ngoài lề một tí xíu. Đó là bình thường. Thì như cái việc thiện nguyện á, thì theo con được biết là có hai người rất là nổi tiếng. Hai người rất là nổi tiếng trong cái việc thiện nguyện, đó là ông Huỳnh Uy Dũng với bà Nguyễn Phương Hằng. Thì không biết thì chú có biết hai người này không ạ? Đối với anh đó, nhận xét là bà Phương Hằng. Dạ. Tại vì bà Phương Hằng đó, nghe nói người bà chữ cái chuyện miệng bà thì cái đàng hoàng mà. Ai mà không chữ nóng mà chọc chung với gia đình cũng chữ rồi ầm đó. Nhưng mà thật sự cái lòng của bà Phương Hằng bà tốt. Anh nghe anh không cần nghe, nhưng mà lời nói của bà tiếp xúc với anh, bà lên tung lên mạng anh biết là bà tốt. Cũng như bà giận, bà chửi, bà la gì thôi, nhưng mà trong lòng bà tốt. Chú có thể nào mà kể ra một cái việc tốt của bà Nguyễn Phương Hằng được không? Anh không thấy trực tiếp, dạ. Anh thấy trên mạng thôi. Dạ. Cũng như bà rồi bà giúp người này người kia, nghe nói không như em kể anh, nhưng mà cái lời nói của bà là giúp bà tốt thôi. Chứ còn cái kiểu đàn bà em đàn bà mà không chửi, dạ. Vợ chồng chịch chút chơi go biết lộn. Đó, thành thử anh khẳng định là bà Hằng tốt, ông Dũng thì ông nào giờ không có nghe nói, dạ. Biết lo nghe tên, dạ. Chưa biết sao, dạ. Đó, còn khẳng định là 100% là bà Hằng tốt. Bà Nguyễn Phương Hằng theo cảm nhận của chú là bà ấy tốt, dạ. Còn nói gì mà ông Dũng gì đó thì của em không, anh không thấy bà ổng, nhưng mà chỉ nghe chú anh Dũng là dâu hay gì Dũng gì, dạ. Đó, nhưng mà chưa thấy thực tế, nhưng mà anh khẳng định em 100% tốt. Chú khẳng định là 100% là bà Nguyễn Phương Hằng tốt. Tốt. Dạ. Anh dám lấy cái đầu mình làm cho ghế ngồi cho cái người luôn. Dạ. Tại vì anh biết cái đằng mà anh biết rồi vợ chồng kiếm chứ không làm cho em mà người lại chọc quá trời, lại bán nóng mà la, ví dụ đi em biết rồi. Dạ. Chứ thật sự bất tốt không đâu. Đúng không? Dạ. Em nhận xét đi, anh nhận xét rồi đó. Dạ. Thì theo con á là cô Nguyễn Phương Hằng á là cô rất là tốt về việc thiện nguyện. Sẵn đây thì nghe chú kể về cái tâm thiện nguyện đó, là sẵn đây con có biết đến cô Hằng với chú Dũng là chuyên về việc thiện nguyện, từ thiện cho mổ tim thằng Hữu đó quý cơ đó chú. Cũng thì anh thì không biết ông Dũng thì sao, nhưng mà nghe nói thôi, nhưng mà anh khẳng định em một lần nữa là bà Hằng tốt. Còn nhiều cái ví dụ hỏi chữ mấy ông kia ông này họ thì tức quá đi, ví dụ không phải là mình thấy không, thì mấy ổng thì cái ghép ra ghép rồi không biết, nhưng mà để bảo đảm em 100% là chú nhấn mạnh, chú thứ mấy hay chú Út? Dạ, chú Út ở thành phố Cần Thơ, xóm Trài nhấn mạnh 100% là bà Nguyễn Phương Hằng rất tốt. Quý cô chú anh chị, là cảm nhận của chú chắc theo Duy nghĩ là chú Út á, là có biết về thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng là chuyên về việc thiện nguyện, nào là quỹ mổ tim Hằng Hữu và những việc thiện nguyện khác trên toàn đất nước Việt Nam của chúng ta. Dạ. Thì hổm gài chú hổm gài thì cô Hằng có chột miệng là nói về Ngài Sư Minh Tuệ á. Thì đó anh không nghe, không có nghe hả chú? Không nghe. Dạ. Thì có rất là nhiều người có ý kiến trái chiều á, là người ở bên mà bên phe của Ngài Sư Minh Tuệ á, là binh vực và chửi có đôi lời rất là nặng với cô Nguyễn Phương Hằng. Thì theo ý kiến của chú có đôi lời nào nhắn nhủ với những mọi người đang có ý kiến trái chiều và chửi cô Hằng không ạ? Anh cũng không hiểu luôn, phải không? Anh nói giờ nó không có binh ai bỏ ai, nhưng mà anh không hiểu. Nhưng mà nói gì đi tu á, đạo Xích Minh Đại là đúng tứ đại gì không? Là điều đó là hồi xưa anh coi trong lịch sử anh đi học, ông Phật á, ông bỏ gia đình, bỏ cho cha vào cung cũng đi tu mà. Đó, là theo cái đầu cái đó là không biết hạnh đầu đà đầu gì hết, nó còn biết. Nhưng mà ông tu đó là tứ đại gì không đúng. Thì theo con được biết đó là Ngài Sư Minh Tuệ là theo 13 hạnh đầu đà của Đức Phật Thích Ca. Đúng. Dạ. Hồi thì anh nói em là anh không biết là hạnh đầu đà đâu gì hết. Dạ. Tôi biết là anh nói là không có gì là tu gì là đúng. Thì đâu đâu chân chứ không có ghép. Nhưng mình đi được không? Dạ không đâu, trời đó. Mình có đội nón đây nè. Bây giờ con nói thiệt, cái ngay cái giữa trưa nắng đi chú cởi cái đôi dép ra chú đi vài bước đây, thôi. Đây mà lại ra cái lộ Đại Lộ Bình thôi. Đây lại Đại Lộ Bình thôi. Dạ. Không mộng giờ anh con em. Dạ. Đừng nói đi tới bao nhiêu năm. Dạ. Đúng không? Bởi vì nhiều người nói cái đó là nói ông Minh Tuệ là bậy, nên đừng lên chữ ông kệ, ông tay làm gì ta làm kệ ta đi. Đó, anh nói cái thật sự luôn. Dạ. Dù bây giờ mình không sao không đặt đạo, không lắc đạo gì kệ ta đi. Rồi ta đúng sao ta đúng kệ ta. Nói dù giờ ông thầy dụ đi nghe, dù mình cho không cho là thôi. Đó, kệ không, tu giả tu gì cứ kệ không. Đó, dù mình có lòng mình cho, không có lòng mình không. Chứ đừng chửi ông nội này tôi gã quá cũng mẹ tụi em ta. Dạ. Người ta là người. Dạ. Phải dùng chờ người ta tu giả mà ta lừa dối. Rồi sau này hậu quả người ta lãnh. Dạ. Có gì đâu, bình thường. Đúng không? Giờ ông giả kệ không? Ông Phật cũng kệ không? Trời làm chứng. Hai bên dây giác làm chứng. Ông lừa gạt nhiều người ta biết chứ không phải người đó biết đâu. Cả ngàn con mắt, không phải 100 con mắt đâu, đúng không? Dù em mắt, người ta mắt là để ở những này tung ra. Một cái đằng coi cái đằng ở Châu Lâu Trình Phố á, quýnh hai ông sư giả, hai ông đại đó là bậy. Dạ. Theo chú bậy là như thế nào ạ? Bây giờ anh nói em đó giả kệ nó đi. Có quá mình không thích thì mình kêu chính quyền nó nói ông này hai ông tung giả thì mời gì? Cơ quan rồi làm việc thấu. À, dạ. Chí, đúng không? Dạ. Thì anh nói bây giờ đó tu giả tao không tu kệ tao. Dù đó ông thích đi kêu công an xuống cái hôm nay ông nhà sư thì rất tật là gì đó thì thôi bính ta chi, ta cũng lớn tuổi rồi, anh nói đúng không? Anh nói là cái tâm của anh trong đó. Cái trong cái việc mà thiện nguyện á, thì con cái này con anh khó hiểu nha, cái này con thật là khó hiểu luôn á. Ừ. Như cô Hằng với chú Dũng thì chú cũng biết rồi. Ừ. Thì cô Nguyễn Phương Hằng á, là cô ấy đã từ thiện hoặc là có quỹ mổ tim Hằng Hữu cho các trẻ em nghèo thì tất cả đều biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà có những cái đó có nghe. Dạ. Và có những ý kiến là trái chiều và dẫn lên những xấu. Dạ. Đúng. Lên tiếng để chửi. Cái anh nói là như là Châu Bụt ghét Châu Ăn, anh nói câu đó người tự mọi người cộng đồng mạng lý. Yeah. Cũng như thấy cô này tốt ghét thì ý anh nói là mọi cộng đồng mạng biết ghét cho anh chịu. Yeah. Cũng như Châu Bụt Châu Ăn thì Châu Bụt cũng phải ghét Châu Ăn rồi, ý anh nói là hiểu không? Yeah. Đó, ví dụ bây giờ anh làm có tiền em làm không tiền em cũng tức gì. dạ. Đúng không? Thì đó, nói câu đó là cộng đồng mạng hiểu câu đó của anh rồi. Dạ. Người ta ghét con Hằng, kệ con Hằng, cổ làm tới hoài đi, hay là anh đi làm tới rồi. Có cái tầm làm tới hoài. Họ nói giờ ví dụ cái con kia nhưng xin con Hằng thì bớt giữ ta thôi. Dạ. Đó, xin con Hằng hiểu rồi, họ muốn làm ý miệng con rồi là bớt ai chữ kệ họ. Người ta chữ mình mạnh khỏe không. Dạ. Anh nói thiệt, anh ai chữ anh khỏe khỏe đó. Mới hồi đó anh bệnh là ai chữ anh giờ bình thường nhất hết nhất luôn rồi đó, nhất lắm nghe đi, nhất là phải đi gì nào bây giờ phải nói ai chữ cứ chữ vậy hả chú? Ừ. Như vậy là cái lời khuyên của chú là đừng cô Hằng đừng kêu là cũng như là khuyên cô Hằng là coi như là ai nói mình như lỗ này lọc đâu dạ, lỗ coi coi như là không nghe không thấy không dạ ừ. Cũng như là nghe là anh đi đi không anh là nhỏ nó dạ. Cô Hằng thiệt nhưng mà nghe nói như chị Hằng khuyên chị đừng có ai chữ kệ họ dạ. Ai chữ rồi cô nghe là niệm Phật mua vô chùa đầu Phật rồi là hậu quả ta lãnh hết. Cũng như anh là giống Phật trà tử xích Minh Tuệ giống Phật thế thôi lại như ta thấy ổng mà tứ đại hay không là thương ổng nhìn cái cảnh ông đi mình anh đứt gục tại vì hồi đó tôi là học lịch sử mà à, nghe nói ông Phật gì đó bỏ ngôi ngai vàng cung điện người ta đi ra ta đi tụng đó ổng thì ghen vậy đó dạ yeah. Đó nhưng mà già gia đình ông này đó thì không có giàu bằng ông Phật dạ yeah. Nhưng mà người ta đi nó khó chút túi nó không tiền thọ mình nói xấu người ta sao được dạ yeah. Đúng không? Cái người gài ổng kệ không quan tâm ổng đi tung hoài tới ông ba tận lâu đài anh không biết tại vì mình nhỏ mình không biết cái sự tích hồi trước nhưng mà chỉ có coi lịch sử thôi tới giờ lại nói nó kệ nên là anh đi. Rồi ai nói gì bây giờ á, nếu mà giữa hai người một là cô Nguyễn Phương Hằng, hai là Ngài Sư Minh Tuệ thì cho chú một lựa chọn thì chú chọn ai? Bây giờ anh chọn ai hết, tại hai người đều tốt hết. Ông người nào đâu là xấu chứ. Chú người thì chú đúng với Phật. Dạ. Một người có tâm thiện rồi, dạ. Anh nói khẳng định luôn câu vậy đó. Khẳng định 100% là à, cả hai, chọn không. Cả hai. À, còn cái chuyện cái ấy thì chuyện anh không biết. Nhưng dạ. Mà anh nói cả hai. Ông anh không có ghét ai mà, tại vì ông Tệ á là ông tu theo ông Phật tổ gì đó Phật Thích Ca. Còn dạ. Cô Vân Hằng làm cái tâm tình nguyện là cái nào cũng tốt hết. Còn ai nói xuyên tạc kệ ta dạ nói rồi nói xuyên vậy thôi dạ cũng dạ. Như là Châu Bụt ghét bạn nói em dạ Châu Bụt Châu ăn được bằng mình ăn bao tháng dạ cũng ăn một cái miếng cơm là gì cũng là ăn rồi Châu Bụt ghét đổi thấy bà đó rồi không ghét thì được dạ. Thì nghe là anh nói như con mẹ á cả hai đều tốt hết dạ. Nhưng mà khi cô con rằng đừng có chữ gì được ai chữ gì kệ họ nghe là anh đi dạ. Đó anh cũng có cái tâm nguyện mà đó ông Minh Đại thì ông tu theo Phật rồi cái chuyện đó anh không có nói dạ. Không phải là kính nể ông gì tại vì kính nể cái ông cái đức đứng lại hay không dạ. Đó, cái hạnh tu dạ rồi. Cái hạnh tu của ngài rồi, dạ. Dạ rồi con cảm ơn vâng và Di rất là cảm ơn những lời chia sẻ của chú Út ở Xóm Trài, thành phố Cần Thơ và cũng như là chú đã có chia sẻ về hiện tượng triều cường dâng lên ở Bến Ninh Kiều ở nơi đây và có những lời chia sẻ về Ngài Sư Minh Tuệ và cô Nguyễn Phương Hằng. Theo những lời chia sẻ của chú rất là tôn trọng Ngài Sư Minh Tuệ và cô Nguyễn Phương Hằng nha quý cô chú anh chị. Di rất là cảm ơn những lời chia sẻ rất là thật thà của chú Út. Di xin chúc chú Út cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và bây giờ Di xin phép kết thúc video quay về triều cường dâng lên ở Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng như là đường Cát Đường ở dưới Bến Ninh Kiều ở nơi đây. Duy rất là mong quý cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh ủng hộ và like chia sẻ video của Duy nha. Duy xin chúc quý cô chú anh chị có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và bây giờ Duy xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn ạ.